Khánh Loan xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Vietface TV. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2024. Khánh Loan đang có mặt tại tiệm Teletron, một chi nhánh mới nằm trên đường Brockhurst và đường Westminster, để cùng mời tất cả quý vị theo dõi buổi đại nhạc hội do Teletron tổ chức với hơn 70 anh chị em ca nghệ sĩ tại hải ngoại góp phần góp sức để mà tổ chức chương trình văn nghệ này. Và bây giờ Khánh Loan xin mời quý vị hãy vào bên trong để cùng theo dõi chương trình văn nghệ cũng như là nghe những lời chia sẻ của các anh chị em ca nghệ sĩ khi mà đóng góp các tiết mục của mình cho một chương trình vô cùng ý nghĩa này. Nguyễn xin cảm ơn tất cả khán thính giả của chương trình Vietface TV cũng đã cùng đồng hành để giúp cho Teletron cùng với tất cả các nghệ sĩ tổ chức một cái chương trình mà rất là ý nghĩa. Thưa quý vị, đây là cái chương trình để chúng ta cảm ơn cái đất nước Hoa Kỳ, quê hương thứ hai của chúng ta, đất nước đã cưu mang người Việt Nam chúng ta trong suốt 3 năm tháng qua với những hai cái trận bão rất là lớn vừa đổ vào trong chư cách khoảng nhau khoảng cả 2 tuần lễ. Thưa quý vị, cho nên anh Nguyễn cùng với tất cả các nghệ sĩ tại hải ngoại cũng như tất cả các đồng hương chúng ta khắp mọi nơi cũng như liên hợp các trường Việt ngữ hải ngoại đã cùng tổ chức một cái chương trình mà Hiền Nguyễn nghĩ đây là một cái chương trình ý nghĩa để của ít lòng nhiều, lá lành đùm lá rách. Từ quý vị, để cảm ơn nước Mỹ, cảm ơn quê hương đã cho chúng ta có được cái ngày hôm nay và cũng giúp cho những người đồng bào Việt Nam chúng ta, như đồng bào Hoa Kỳ được ấm lòng hơn sau những cái mất mát mà rất lớn lao. Chúng ta may mắn ở trong những cái không gian như thế này, nhưng mà rất là nhiều người thì bây giờ vẫn chưa về nhà được. Thưa quý vị, cho nên Nguyễn nghĩ hy vọng quý vị cũng đã đồng hành, đã hỗ trợ, và cảm ơn đài Vietface TV cũng đã luôn sát cánh với Teletron trong những tháng vừa qua, và hy vọng quý vị cũng có thể gọi vào số điện thoại là 714-892-6999, 714-892-6999 để cùng đóng góp với Teletron, ca nghệ sĩ, liên hợp các trường Việt ngữ hải ngoại cũng như đồng bào đồng hương chúng ta khắp mọi nơi trên toàn thế giới đã cùng hưởng ứng, cũng cùng đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị cùng gia đình được sức khỏe, được vui vẻ, mọi sự như ý, và hy vọng chúng ta, người Việt Nam sẽ đóng góp để nói lên cái sự cảm ơn nước Mỹ, quê hương thứ hai để cho chúng ta có cơ hội ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị một lần rất là nhiều và chúc quý vị cùng gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Từ quý vị. Dạ vâng, Phương Quế xin kính chào quý vị khán thính giả của đài. Hôm nay Phương Quế đang có mặt ở buổi gây quỹ giúp nạn nhân bão lụt Florida ngay tại tiệm Teletron, thưa quý vị, Nam California. Vâng, hôm nay là ngày thứ ba, 22 tháng 10 2024. Phương Quế rất vui vì sự hiện diện của quá đông đảo quý vị đồng hương ở ngay tại đây, và cũng như là khán thính giả đã xem những kênh YouTube và gọi vào ủng hộ tiền cũng rất là khá. Vâng, và Phương Quế cũng mong rằng quý vị tiếp tục ủng hộ cho chương trình này, vì đầu tiên đó thì là định tổ chức có một ngày thứ ba thôi, nhưng mà ca nghệ sĩ đã vào ghi danh vào hát quá nhiều, 60-70 anh chị em ca nghệ sĩ, cho nên chúng tôi ban tổ chức chia ra 2 ngày. Thưa quý vị, tức là ngày hôm nay là ngày thứ ba từ 4 đến 8 giờ, và ngày thứ tư là ngày mai 23 tây tháng 10 cũng từ 4 đến 8 giờ tối. Thưa quý vị, và với thành phần ca sĩ đều khác, chúng tôi chia đều ra. Thì tiện đây Phương Quế cũng xin mời gọi quý vị mỗi người đóng góp một bàn tay của ít lòng nhiều để chúng ta cùng chung tay góp sức giúp cho nạn nhân bão lụt ở Florida. Và Phương Quế cũng mượn làn sóng này cảm ơn tất cả cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí cũng như anh chị em nghệ sĩ đã nhiệt tình giúp đỡ, đặc biệt là anh chị em nghệ sĩ tất cả đều thiện nguyện hết quý vị ơi. Chúng tôi không có lấy một đồng xu nào, và đồng thời còn đóng góp thêm nữa quý vị. Dạ vâng, như là ca sĩ Ý Lan, hôm nay cô không đến được nhưng mà cô cũng đã gửi đóng góp 500. Rồi tất cả anh chị em nghệ sĩ, phải nói là Đỗ Thanh làm MC cũng đóng góp 300. Tức là nói để thấy, chứng tỏ rằng cái tấm chân tình không riêng nhà đồng bào chúng ta, số tiền thì chúng tôi thâu được những người dân bản xứ ở Hoa Kỳ, ở Florida. Nếu mà trong hoàn cảnh khó khăn bão lụt như vậy, chúng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ. Cho nên một lần nữa thì Phương Quế kêu gọi quý vị hãy tiếp tục
gọi vào để ủng hộ cho chương trình và xem trên đài cũng như xem trên các kênh YouTube thưa quý vị. Cảm ơn quý vị. Hương Lan xin kính chào quý vị. Hương Lan rất vui, rất hạnh phúc được đóng góp tiếng hát của mình vào trong chương trình Bảo Trợ hôm nay và để cứu trợ cho chương trình Bảo Lục. Hương Lan mong rằng quý vị cũng ủng hộ cho chương trình này thật nhiều. Mỗi người góp một bàn tay, một tấm lòng để mình gửi đến những người kém may mắn. Và Hương Lan cũng lặp lại là mình riêng cái người nghệ sĩ mà được trình diễn cho ngày hôm nay thì rất là hạnh phúc vì thấy cái tiếng hát của mình hôm nay mình trình diễn trong cái chương trình này thì nó thật là có ý nghĩa và một cái chương trình mà rất cần tất cả quý vị ủng hộ cho chương trình này vì ở đây là mình chia sẻ cái tình cảm của mình đến những người mất mát và cái sự buồn khổ mà người ta đang chịu đựng. Một lần nữa Hương Lan cũng xin chân thành kêu gọi quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, Thái Tài xin chào quý vị và hôm nay Thái Tài tới Teletron tại Brookhurst and Westminster để giúp gây quỹ cho Bảo Lục ở mấy người bên Florida. Thế nên Thái Tài cũng xin mời quý vị open your heart and give a helping hand nha. Dạ. Chú Di xin kính chào quý vị. Chú Di đang có mặt tại chương trình Teletron gây quỹ cho các nạn nhân bão lụt ở tại Florida. Thì mặc dù chương trình đã diễn ra rồi, nhưng mà chú Di xin được đọc hai cái số phone này để quý vị có thể tiếp tục đóng góp. Cái số phone mà để gọi vào đóng góp bằng credit card hoặc là bằng ngân phiếu là 714-892-6999 và số Zelle là 714-313-4082. Đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa và Trizy nghĩ là một người công dân Mỹ thì chúng ta có bổn phận khi mà nước Mỹ gặp thiên tai thì người Việt chúng ta đã được nước Mỹ cứu mang. Thành ra là đây là cái lúc mà chúng ta give back, chúng ta làm một cái gì đó cho nước Mỹ. Và Trizy muốn là kêu gọi tất cả quý vị, chúng ta mỗi người một ít góp gió thành bão. Chỉ hy vọng là sẽ có một cái số tiền lớn để chúng ta gửi đến cho wow, bên Florida và nói là từ cộng đồng người Việt tại nước Mỹ. Xin cảm ơn quý vị. Lưu Việt Hùng xin chào tất cả mọi người. Lưu Việt Hùng mới bay từ Na Uy trở về và ngay lập tức cũng đã có mặt ở Teletron trong buổi tối ngày hôm nay trong một cái chương trình rất là ý nghĩa gây quỹ cho cái trận bão vừa rồi ở bên Florida. Thưa quý vị, ngày hôm nay Hùng thực sự rất là hạnh phúc bởi vì được chung tay với đại gia đình nghệ sĩ theo lời kêu gọi của công ty Teletron và Hùng mong rằng là quý vị sẽ ủng hộ thật nhiều bởi vì đây là một cái cơ hội thật là tốt để chúng ta nói một lời cảm ơn nước Mỹ, quê hương thứ hai của chúng ta, nơi đã bao bọc chúng ta, cho chúng ta thật nhiều những cơ hội, những cái gì tuyệt vời nhất. Thì đây là một cái dịp mà chúng ta cảm ơn nước Mỹ và chung tay với đại gia đình quê hương thứ hai của mình để giúp cho những nạn nhân chịu thiệt hại trong cái trận bão vừa rồi Florida sẽ sớm vượt qua những cái khó khăn và chúng ta sẽ sớm trở lại tái thiết cuộc đời với những gì bình yên nhất, hạnh phúc nhất và những điều may mắn nhất đến với những người dân tại Florida quý vị nha. Hãy cùng chung tay với ban tổ chức để làm sao mà khi kết thúc chúng ta sẽ có một con số thật là tuyệt vời ủng hộ cho Florida quý vị nha. Hy vọng quý vị sẽ giúp thật nhiều cho chương trình này. Cam Thơ xin kính chào tất cả quý vị đang xem đài. Hôm nay Cam Thơ rất là vui khi được có mặt trong chương trình gây quỹ cho nạn nhân ở Florida, lũ lụt, bão lụt và ở North Carolina. Thì Cam Thơ cũng ngoài cái việc mà Cam Thơ tới tham dự và hát thì Cam Thơ cũng có ở đây từ 4 giờ chiều cho tới 8 giờ tối cho hết chương trình để livestream trên cái kênh của mình để lan tỏa cái tình yêu thương và cái sự chia sẻ của tất cả quý vị khán giả cho chương trình hôm nay. Và Cam Thơ mong rằng là khán giả trên đài cũng mỗi người một ít, mỗi người góp một chút xíu để trở thành nhiều chút xíu. Và Cam Thơ cũng xin chúc cho tất cả quý vị khán giả có nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và làm ăn lúc nào cũng phát tài để mà mình có nhiều tiền để mình chia sẻ mỗi nơi một chút khi nào mà có người cần thiết để mà giúp đỡ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào. Kính thưa quý vị, trong cái chuyến về Mỹ kỳ này, em với Xuân cho tới hôm nay là được hơn một tuần rồi mà vẫn có ngủ như mệt như chết tại vì
bị chiếc máy bay nó jet lag rồi đã 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà khi mà về đến đây rồi được Teletron nói rằng là có tổ chức những cái buổi hát để mà gây quỹ giúp những cái người mà bị bão lụt thiên tai ở bên Florida. Anh Vĩ Sương cho dù mệt cách mấy cũng phải đến để mà hát hết cái lòng của mình. Và vì đây là một nghĩa kỷ rất là tốt đẹp, cho dù mình ở đâu cũng vậy hết. Nếu mà có những cái trường hợp mà như là những cái buổi diễn, buổi nói chuyện, bất cứ một buổi gì để gom tiền để mà giúp cho những cái đồng bào mà bị thiên tai bão lụt, thì em Vĩ Sương lúc nào cũng sẵn sàng hết, làm hết tấm lòng của em Vĩ Sương. Vì em Vĩ Sương thấy đó là mình cái may mắn, mình không có bị những cái chuyện bão lụt đó, nhưng mà mình phải mở rộng cái tấm lòng mình ra để mà mình giúp đỡ cho những người mà họ không có may, họ bị vào trong những cái vụ mà bão lụt thiên tai đó. Thì khi mà được Teletron mời thì anh Vĩ Phương giơ cả hai tay lên. Anh Vĩ Phương chẳng những hát một chỗ này, nhưng mà nếu mà có thêm mấy cái buổi khác nữa, em Vĩ Sương cũng sẵn sàng bất cứ lúc nào hết để mà mình cho người ta biết là mình, cho dù mình người Việt, người Mỹ, người bất cứ một cái quốc gia nào, nhưng mà nếu mà có cơ hội để mà làm những cái việc thiện như vậy, thì em Vĩ Sương xin yêu cầu tất cả quý vị hãy mở rộng tấm lòng của mình ra để làm như việc đó, tội nghiệp cho họ. Mà mình, cái may mắn là mình không có bị, nhưng mà bởi thế mình phải làm hết lòng nha quý vị nha, mình phải hết lòng. Đào Phi xin được gửi lời chào quý vị khán giả. Hiện tại Đào Phi đang ở tại Teletron cùng với lại các anh chị em nghệ sĩ khác trong một cái chương trình để gây quỹ cho đồng bào tại Florida. Chương trình ở đây thì đã bắt đầu từ hồi 4 giờ chiều rồi, Đào Phi thì mới đến giờ này thôi. Khi mà đến đây thì thấy bên trong đó không khí thì tất cả mọi người cũng rất là đông. Vì cái tính chất của cái chương trình ý nghĩa này, nên là đây là một trong những chương trình mà Đào Phi thấy, các quý vị cũng có thể nhìn thấy trên poster là hội tụ rất là đông. Chưa bao giờ có một cái chương trình nào mà đông ca nghệ sĩ đến như vậy, đến với một cái việc làm việc nghĩa. Và Đào Phi biết rằng là trong chương trình này không có ai nhận bất cứ một đồng thù lao nào hết. Anh em chúng tôi đến đây để kêu gọi những tấm lòng của cái nhà hảo tâm để chúng ta góp tay một chút xíu cho những đồng bào đang bị lũ lụt và thiên tai tại bên Florida. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hãy cùng nhau làm cho thế giới của chúng ta mỗi ngày càng tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại. Thank you. Diễm Liên xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi. Kính thưa quý vị, là như quý vị cũng nghe âm thanh của anh Elvis Phương đang hát đằng sau lưng, thì nguyên một ngày hôm nay là tại ngay Teletron thì là tất cả các nghệ sĩ đều đến để mà chung tay để mình giúp cho đồng bào tại Florida của chúng ta đã bị qua những cái cơn bão, đã trải qua những cái khó khăn vừa qua. Thì thật sự là tụi Diễm thì trước giờ cũng vậy, lúc nào bất cứ ở nơi nào mà có những cái gì mà tai nạn, có những cái thảm họa, những cái gì đó, thì tụi Diễm làm được gì tụi Diễm làm. Và cũng không khác như cái thường lệ, nhưng mà trước thì là bây giờ thì khi mà đồng bào của mình tại Florida đang trải qua những cái khó khăn hiện nay, thì rất cảm ơn Teletron đã tổ chức một cái chương trình văn nghệ để kêu gọi lòng hảo tâm của quý vị, của ít lòng nhiều, gọi là cái gì, lá rách đùm lá tả tơi. Tụi Diễm cũng không có thật sự, cũng không có giàu có hay là cái gì cả, nhưng mà Diễm nghĩ là cứ mỗi người một chút, mình giúp cho đồng bào được đồng nào hay đồng đó. Thì Diễm liên biết là có rất là nhiều người đang ủng hộ chương trình hiện nay, thì xin quý vị gọi vào. Thì Diễm liên biết là ở dưới nó có cái số phone ngay ở dưới cái screen á, quý vị cứ gọi vào nha quý vị nha, mình giúp đỡ được tí nào hay tí đó để làm ấm lòng cho tất cả những người đang khó khăn hiện nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Diễm Liên xin kính chào quý vị, chúc quý vị thật nhiều sức khỏe nha.
Hello, Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Hiện tại Lộc và Loan đang ở Teletron ở Garden Grove. Loan Lộc có mặt ngày hôm nay rất là hân hạnh được tham dự trong cái chương trình này. Chương trình mà tất cả các anh chị em nghệ sĩ cùng đồng tâm với nhau, cùng với Teletron để mà tổ chức một chương trình gây quỹ giúp đỡ cho những nạn nhân của cơn bão vừa qua là cơn bão Helin và cơn bão Milton, thưa quý vị. Không biết nói gì hơn thì chỉ mong là quý vị hãy gọi điện thoại vào để mà đóng góp, để giúp đỡ cho những người đang trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Trong đó thì có rất là nhiều những người Việt Nam của mình. Loan Lộc rất là mong sự trình diễn của các anh chị em nghệ sĩ trong hai ngày hôm nay sẽ đem đến niềm vui cho quý vị, và quý vị sẽ có lòng hảo tâm và giúp đỡ cho các nạn nhân mà đã bị cơn bão của chúng ta nha quý vị nha.